Em tên là Phúc An, nay 16 tuổi. Thì hôm nay là em đã đậu visa du học Mỹ. Đây là lần thứ 3 của em. Thì nói về hai lần trước, thì lần đầu tiên em gặp anh phỏng vấn người da vàng thì anh cũng rất là khó, và em trả lời tiếng Anh thì rất là nhanh, thiếu tự nhiên cho nên là bị đánh rớt. Còn lần thứ hai thì gặp cái chị da đen, thì dù chị cũng có thiện cảm với em, nhưng mà do là cái em gặp rắc rối về cái đơn nhập học cũng như là về cái khả năng tiếng Anh nghe của em chưa được tốt, cho nên em bị đánh phỏng vấn rớt lần thứ hai. Lần thứ ba thì đợi tới tháng 12 thì hôm nay em sắp hàng, nói chung là cũng đã đỡ hơn rất nhiều so với những lần trước. Những lần trước em rất là run, cũng gặp trở ngại về tâm lý. Còn lần này thì cũng còn, nhưng mà đã bớt rất nhiều rồi, tại hôm nay đi chung với mẹ và mẹ cũng thúc đẩy và giúp em tự tin hơn. Lần này em phỏng vấn thì mở 4 ô, một ô lăn tay của chị Mỹ đen và 3 phòng còn lại là của một chị Mỹ trắng và 2 anh da trắng. Thì hôm nay tỷ lệ đậu cũng nói chung là cũng đậu, cũng có rớt. Em gặp ngay cái anh Mỹ trắng này cũng có thiện cảm, và cuối cùng thì anh này chấp thuận cho em được cấp visa. Thì hôm nay cảm xúc em rất là tuyệt vời, tại vì em áp được rất là nhiều những lần trước. Lần này thì em đã thoải mái hơn, và cũng nhờ các chị tư vấn viên ở đây đã giúp đỡ cho em, tạo cho em cái vững chãi về tâm lý. Đặc biệt là chị Thúy đã giúp đỡ em rất là nhiều. Chị Thúy rất là làm, chị làm rất là tốt và luôn luôn trao đổi với em rất là thường xuyên. Và đến ngày hôm nay em đã đậu được visa, thì em cũng cảm ơn các chị tư vấn viên ở đây rất là nhiều, và trong đó có cả chị Thúy nữa. Điều này làm cho em cũng rất là biết ơn. Và dịch vụ của Tân Đại Dương, em thấy rằng là đây là do em có may mắn được người thân giới thiệu đến công ty Tân Đại Dương, thì em thấy dịch vụ ở đây cũng tốt, các chị cũng rất là năng nổ và cũng rất là giúp đỡ em tận tình. Điều này cho em rất là vui. Em xin cảm ơn tất cả. Và mình có lời khuyên đó là các bạn hãy bình tĩnh, trả lời thật là tốt, cũng như là nếu mà hồ sơ mình có vấn đề gì thì hãy cố bổ túc cho thật là nhiều và show ra những cái điểm mạnh của mình. Điều đó sẽ giúp cho các bạn có lợi thế rất là lớn. Và trước mắt phải là bình tĩnh. Hôm nay mình chịu khó cười rất là nhiều, chịu khó cười và cảm thấy rất là vui hơn, tự tin hơn, thoải mái hơn, và chính thức được cấp visa thì rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay là ngày đáng nhớ của mình.